Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định về công tác cán bộ, tới dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, điều động đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng biên tập báo Hưng Yên chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Văn Lâm khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phạm Văn Cường. Đồng chí yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Văn Lâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.